Gần đây, CEO của Anthropic, Tazio Amodei, hiếm hoi công bố một bài viết dài đề cập đến tiềm năng vô tận của AI. Ông dự đoán rằng AI có thể đẩy nhanh tốc độ khám phá khoa học ít nhất 10 lần và có khả năng chữa khỏi phần lớn các căn bệnh, kéo dài tuổi thọ con người lên đến 150 năm. Về mặt trí tuệ thuần túy, AI trong hầu hết các lĩnh vực, bao gồm sinh học, lập trình, toán học, kỹ thuật và viết lách, sẽ thông minh hơn cả những người đoạt giải Nobel. Điều này có nghĩa là không chỉ người lao động phổ thông đối mặt với nguy cơ mất việc, mà ngay cả các nhà khoa học cũng đang đứng trước làn sóng công phá của trí tuệ nhân tạo. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Tazio Amo đây không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp như Omen, ông là một nhà thần kinh học điện sinh lý từ Si Tân Phất. Bài viết của ông có chiều sâu, tầm nhìn và trình độ chuyên môn rất cao. Từ việc AI càn quét các giải thưởng Nobel năm nay, đến bài phát biểu gần đây của Gen Sơn Hoang, người liên tục nhấn mạnh rằng AI sẽ là cuộc cách mạng công nghiệp vĩ đại nhất của nhân loại. Giáo chủ Hoang vẫn không ngừng kêu gọi mọi người mua thêm GPU, mua thêm các đồ họa, không còn nghi ngờ gì nữa. Một AI đủ mạnh mẽ, không chỉ có sức cuốn hút lồ đối với nhân loại, mà còn là thỏi nam châm khổng lồ hút dòng vốn đầu tư. Từ câu hỏi 200 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái đến mức đầu tư 600 tỷ đô la Mỹ năm nay, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có số liệu thống kê cho thấy, con người đã rót hơn 1000 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng AI, mọi thứ đang lao đi với tốc độ điên cuồng, gần như mất kiểm soát. Nhưng các bạn ạ, à, tôi muốn hỏi một câu, một bên là thời khắc huy hoàng của AI, trí tuệ nhân tạo tổng quát, một bên là cơ sở hạ tầng liên tục được đổ tiền đầu tư nhưng dường như nhân loại vẫn chưa thực sự sẵn sàng các bạn đã bao giờ nghĩ đến giao quản lớn nhất hiện tại trong việc xây dựng các cụm máy AI mạnh mẽ là gì chưa? Là chip sao, là phần cứng sao, hay là GPU, sức mạnh tính toán và ứng dụng đầu cuối? Không, không phải những thứ đó. Dựa trên định luật endo thường được sử dụng trong lĩnh vực AI, nếu một yếu tố chiếm tới 30% tổng trọng số thì ngay cả khi tất cả các điều kiện khác như chip, sức mạnh tính toán hay bộ xử lý đều được tăng tốc vô hạn thì mức tăng tổng thể vẫn chỉ có giới hạn. Một phép tính sơ bộ cho thấy mức tăng tối đa chỉ đạt khoảng 3,33 lần. Tôi muốn nói với mọi người một sự thật, giao cản lớn nhất, mắt xích quan trọng nhất, quyết định liệu vòng quay AI có thể tiếp tục hay không, chính là năng lượng, đúng, năng lượng, vẫn là TMD năng lượng, và ngay lúc này đây, một cuộc chiến về năng lượng cho AI đang diễn ra trên toàn cầu. Vậy, AI tiêu tốn bao nhiêu điện năng? Theo thống kê, quá trình huấn luyện GPT-4 của OpenAI kéo dài từ 2 đến 3 tháng, sử dụng khoảng 25.000 GPU A100, mỗi GPU A100 có 54 tỷ bóng bán dẫn và tiêu thụ 400W điện. Dựa vào đó, có thể dễ dàng tính toán rằng chỉ riêng việc huấn luyện GPT-4 đã tiêu tốn khoảng 250 triệu kWh điện, gấp khoảng 50 lần so với GPT-3 nếu lượng điện này được dùng cho con người. Nó có thể cung cấp điện cho toàn bộ New Zealand hoặc Na Uy, quốc gia khoảng 5 triệu dân trong suốt một năm. Trong khi đó, việc huấn luyện GPT-5 còn là một hố đen tiêu hao năng lượng không đáy, trung tâm dữ liệu AI của Macro dấu sốt tại Phoenix, nơi Open AI thuê để đào tạo mô hình, đã bị báo cáo nhiều lần sập hệ thống do thiếu hụt tài nguyên tính toán. Macro dấu sốt dự kiến năm tới sẽ tiếp tục đầu tư 300.000 GPU Gb GB200, đồng thời xây dựng hai cụm tính toán siêu lớn tại Wisconsin và Atlanta. Oracle cũng vừa tuyên bố đang xây dựng một siêu cụm OCI gồm 130.000 GPU B200 đi kèm ba nhà máy điện hạt nhân để cung cấp năng lượng. Elon Musk với AI cũng không đứng ngoài cuộc khi công bố kế hoạch đầu tư 300.000 GPU B200 để không bị tụt lại trong cuộc đua với nước điện toán tư tưởng dùng sức mạnh để tạo ra kỳ tích vẫn đang tiếp diễn. Ở cấp độ phần cứng, một GPU B200 tiêu thụ 1.000W, trong khi GB200 là một quái vật năng lượng lên đến 2.700W. Nếu một cụm 300.000 GPU hoạt động với 80% công suất, thì chỉ riêng phần cứng, chưa tính làm mát và truyền tải dữ liệu đã tiêu thụ 5,7 tỷ kWh mỗi năm. Từ góc nhìn rộng hơn, vào năm 2024, AI đã chiếm 3 đến 4% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu, theo IEA, đến năm 2026, điện năng tiêu thụ của AI sẽ vượt cả Nhật Bản, chiếm 5 đến 8% điện năng toàn cầu và đến năm 2030, tổng mức tiêu thụ năng lượng của AI có thể tăng lên 6 đến 10 lần so với hiện tại, một con số mà thế giới có thể không còn đủ khả năng chịu đựng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, AIA vẫn còn đang đánh giá khá bảo thủ, trước đây, luật scaling law, chủ yếu áp dụng cho giai đoạn huấn luyện trước, nhưng nay AI đang chuyển mạnh sang đa mô hình và dữ liệu tổng hợp, khiến nhu cầu tính toán và năng lượng tăng theo cấp số nhân. Không chỉ sử dụng AI mới tiêu tốn điện, mà ngay cả quá trình sản xuất chip AI cũng đang là một gánh nặng năng lượng khổng lồ. Theo TSMC, năm 2021, họ đã tiêu thụ 19,19 ,19 tỷ kWh, tương đương 7% tổng điện năng của Đài Loan đến năm 2025 tỷ lệ này sẽ tăng lên 12% mỗi nhà máy sản xuất chip 2 nanomet của TSMC dự kiến sẽ ngốn thêm 10 tỷ kilowatt điện mỗi năm các chuyên gia cảnh báo rằng khu vực phía bắc Đài Loan có thể thiếu hụt 20 tỷ kilowatt điện mỗi năm đe dọa sản xuất chip AI trong tương lai điều mỉa mai nhất là mặc dầu sốt từng tuyên bố sẽ đạt phát thải carbon âm vào năm 2030 nhưng thực tế lượng khí thải của họ không những không giảm mà còn tăng 30% trong năm nay Google cũng vừa thông báo từ bỏ cam kết carbon trung tính kéo dài suốt 17 năm, báo cáo môi trường năm 2023 cho thấy mức phát thải của Google đạt 14,3 triệu tấn CO2, tăng 50% so với năm 2019. Điều đáng nói là chỉ mới vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, trong công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, các quốc gia vừa ký một cam kết mạnh mẽ nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu và ngăn chặn thiên tai khí hậu. Liệu chúng ta có đang đi ngược lại với những gì mình đã thề nguyện? Và nếu cánh cửa kiểm soát nhiệt độ toàn cầu đang dần khép lại, AI có phải là đám cháy mà con người không thể dập tắt? Vâng, vào năm 2024, khi nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tới 60% sản lượng điện toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý đầy mỉa mai. Một bên là khẩu hiệu giảm phát thải carbon được dương cao, một bên là nhu cầu năng lượng tăng vọt, một bên là AI tiêu thụ điện như vô tận, một bên là áp lực cấp bách phải cắt giảm khí nhà kính. Vậy con người có đang tự hủy diệt chính mình, hay vẫn còn nuôi hy vọng rằng AI sẽ dẫn dắt nhân loại tiến vào kỷ nguyên vũ trụ, trở thành nền văn minh liên hành tinh? trước khi nguồn năng lượng trên trái đất cạn kiệt liệu bạn có kịp ngồi lên tàu vũ trụ không đây là một câu hỏi đáng để tất cả chúng ta suy ngẫm ở một phía là tham vọng tiến bộ công nghệ phía còn lại là bài toán bảo vệ môi trường dưới những khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đô la mỹ của các tập đoàn công nghệ năng lượng dường như trở thành một mâu thuẫn không có lời dài hiện tại để đảm bảo nguồn năng lượng bền vững cho hệ thống hạ tầng ai có ba giải pháp chủ đạo đang được nghiên cứu và phát triển một hướng đi thứ nhất phát triển mạnh mẽ năng lượng hạt nhân như đã đề cập trước đó khi các mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng mở rộng quy mô các cụm gpu đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn điện có mật độ năng lượng cao và ổn định chất lượng của lưới điện ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của quá trình đào tạo ai cũng như tuổi thọ phần cứng chúng ta có thể nhìn vào hai chỉ số quan trọng trong ngành năng lượng, yếu PSP, xác suất mất điện, SAIDI, thời gian mất điện trung bình, đối với trung tâm dữ liệu, yêu cầu về nguồn điện vô cùng khắt khe, tổng thời gian mất điện trong cả năm không được quá 10 giây, biên độ dao động điện áp phải trong khoảng cộng trừ 0,5%, ngay cả sự dao động nhỏ khi chuyển đổi UPS, bộ lưu điện cũng có thể gây khởi động lại thiết bị và lỗi tính toán, dẫn đến thiệt hại lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ cho mỗi lần sự cố. Khi các trung tâm dữ liệu ngày càng tăng tải, nhu cầu điện năng tức thời tăng đột biến đến mức hệ thống lưới điện truyền thống không thể đáp ứng nổi, ngay cả khi phân bổ lại toàn bộ nguồn điện trong khu vực. Trong khi đó, trung tâm dữ liệu không thể di rời một cách tùy tiện và trong ngắn hạn, AI không thể rời bỏ hệ sinh thái GPU. Chính vì vậy, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tập trung đầu tư vào công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới, trong đó nổi bật nhất là các lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ, SMR. Chúng ta biết rằng các nhà máy điện hạt nhân truyền thống có yêu cầu môi trường rất khắt khe, thường phải xây dựng gần bờ biển để đảm bảo hệ thống làm mát, phải tránh xa khu vực động đất để đảm bảo an toàn. Mỗi nhà máy có công suất khoảng 1.000 tiêu tốn 50 đến 60 triệu mét khối nước làm mát mỗi năm. Thêm vào đó, sau thảm họa Fukushima năm 2011, mối lo ngại về an toàn của lò phản ứng nước nhẹ ngày càng gia tăng, khiến dư luận có cái nhìn ngày càng tiêu cực về năng lượng hạt nhân truyền thống chính vì vậy sma lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ không sử dụng nước nhẹ đang dần trở thành giải pháp tối ưu và nhận được sự quan tâm lớn từ cả các tập đoàn công nghệ lẫn chính phủ các quốc gia vậy sma có gì đặc biệt mà lại trở thành lựa chọn thay thế đây hứa hẹn một sma được đánh giá là an toàn hơn so với các lò phản ứng truyền thống các thế hệ sma mới thường được trang bị chức năng tự ổn định khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng giới hạn hệ thống sẽ tự động kích hoạt chu trình làm mát tự nhiên bên trong giúp kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác E mà có tính an toàn nội tại, nghĩa là ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, nó cũng không tạo ra khí hai dầu ở nhiệt độ cao như các lò phản ứng nước nhẹ, qua đó loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nổ do hai ngoài ra đúng như tên gọi, Ada mang tính nhỏ gọn và mô đun. điều này đồng nghĩa với khả năng lắp ráp linh hoạt theo từng quy mô nhu cầu, triển khai theo mô hình phân tán. ví dụ, trung tâm dữ liệu lớn có thể sử dụng hệ thống 10 lõi phản ứng, trong khi trung tâm AI nhỏ hơn chỉ cần 2 đến 3 lõi phản ứng. hiện nay, trung quốc và mỹ đều đang chạy đua phát triển Ada nhằm giành vị thế trong công nghệ này. một số dự án tiêu biểu bao gồm Ada Thạch Đảo Loan Trung Quốc, dự án Ada của Oklahoma Mỹ. nếu bạn quan tâm, tôi sẽ làm video chi tiết về các dự án này trong tương tương lai. 2. Chi quang tử, con chi của tương lai theo thống kê, khi AI và nhu cầu tính toán tăng mạnh, băng thông mạng trong các trung tâm dữ liệu toàn cầu đã tăng gấp 80 lần trong giai đoạn 2010 đến 2023, tuy nhiên, cái giá phải trả là Mức tiêu thụ điện của chip tăng gấp 10 lần, công suất tiêu thụ của sơ đi, mạch truyền dữ liệu tốc độ cao trong chip mạng tăng đến 30 lần. Điều này khiến tản nhiệt trở thành một vấn đề lớn đối với các chip AI, ngay cả hệ thống làm mát bằng chất lỏng tiên tiến nhất cũng đang tiến gần đến giới hạn vật lý. Có một nhận định phổ biến rằng tản nhiệt sẽ trở thành yếu tố giới hạn chính đối với chip AI trong tương lai. Thực tế, hệ thống làm mát của một trung tâm dữ liệu hiện nay tiêu thụ khoảng 30% tổng điện năng, vậy đâu là giải pháp? Chip quang tử đang được coi là một công nghệ đầy tiềm năng, chuyên tín hiệu bằng quang học thay vì điện học, giúp giảm tiêu thụ điện đáng kể, trong khi tín hiệu điện cần khoảng 10 đến 20 picojoule cho một bit dữ liệu, tín hiệu quang chỉ tiêu tốn không phải một pico ô, tức là tiết kiệm 80 đến 90% năng lượng. Không chỉ vậy, nhờ vào những bước đột phá trong công nghệ phát quang tử chip, các giải pháp như mạng nơ neuron quang tử, chip tính toán quang tử và mạch quang tích hợp có thể lập trình đang mở ra tiềm năng lớn trong các cụm máy chủ AI, có thể nói, quang tử hóa AI đang dần trở thành một trong những hướng phát triển trọng tâm trong tương lai. Cuối cùng, một số người có thể hoài nghi về tính khả thi của năng lượng hạt nhân vì lý do an toàn, hoặc chip quang tử vì chưa thương mại hóa rộng rãi, vậy có giải pháp nào thực tế hơn có thể triển khai ngay lập tức không câu trả lời là có kết hợp điện mặt trời cộng lưu trữ năng lượng cộng ai phân tán Gần đây, mô hình này đang thu hút sự chú ý trong ngành công nghệ, mịt thậm chí đã có một bài báo bàn về định luật mo của năng lượng mặt trời, trong đó chỉ ra, công suất lắp đặt điện mặt trời đã tăng gấp 10 lần mỗi thập kỷ, đến giữa thập kỷ năm 2030, năng lượng mặt trời có thể trở thành nguồn điện lớn nhất trên trái đất. Mặc dù quá trình sản xuất tấm pin mặt trời ban đầu có phát thải carbon, nhưng nhờ công nghệ tái chế silicon đơn tinh thể, hệ thống điện mặt trời cộng lưu trữ có thể giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong dài hạn. Một thống kê sơ bộ về 20 năm qua cho thấy, chi phí lắp đặt năng lượng mặt trời đã giảm đáng kể. Hiện nay, giá điện mặt trời đã thấp hơn nhiều so với hầu hết các nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch, dự báo chi phí sẽ tiếp tục giảm khoảng 10% mỗi năm. Nói cách khác, năng lượng mặt trời không còn là một giải pháp xa vời mà đang dần trở thành lựa chọn kinh tế và bền vững nhất. Một mặt, Mô hình điện mặt trời cộng lưu trữ năng lượng có thể cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy. Đồng thời, điện mặt trời cộng AI có thể giúp các trung tâm tính toán có được nguồn năng lượng dễ hơn, trong đó 80% lượng điện tiêu thụ có thể đến từ năng lượng tái tạo. Điều này sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái năng lượng bền vững cho ngành công nghiệp AI. Trong tương lai, các mô hình điện mặt trời cộng lưu trữ cộng AI sẽ có triển vọng rất lớn, đặc biệt là trong các khu vực sa mạc, cao nguyên hay vùng hoang mạc khô cằn thực tế nhiều tập đoàn công nghệ lớn, ta có những động thái mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng. Emerson mới đây đã mua lại một trung tâm dữ liệu bên cạnh nhà máy điện hạt nhân tại Pennsylvania để đảm bảo nguồn cung 960 MW điện. Ozarko vừa nhận được giấy phép xây dựng 3 nhà máy điện hạt nhân nhỏ năm ngoái, cung cấp hơn 1.000 MW điện cho hệ thống trung tâm dữ liệu đám mây của họ sốt cũng vừa ký một hợp đồng 20 năm với United Energy, nhà cung cấp năng lượng hạt nhân lớn nhất Bắc Mỹ. Họ có kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Lai Island, đồng thời dành toàn bộ sản lượng điện cho trung tâm dữ liệu của mình trong con sốt năng lượng hạt nhân này tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu là lòng tham sự điên cuồng hay chỉ là một bong bóng ảo vọng liệu bao nhiêu nhà máy điện hạt nhân mới là đủ cho sự phát triển của ai không ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này mặc dù nhiệt hạch có kiểm soát là một giấc mơ đẹp nhưng trong thực tế hiện tại cuộc đua ai vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại Vậy, liệu có một con đường năng lượng nào cân bằng hơn, thân thiện hơn với môi trường, an toàn hơn và phù hợp hơn cho sự phát triển của AI? Câu hỏi này tôi xin dành lại cho tất cả các bạn. Nếu bạn có ý tưởng hay, hãy để lại bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận thêm. Làm video dài không hề dễ dàng nên đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sự động viên của các bạn chính là động lực lớn nhất. Để mình tiếp tục làm nội dung, nếu thấy hay, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR code trên màn hình. Mình rất trân trọng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.